Quân lính đẩy lưng chừng và rất có thời gian để di chuyển vào. Tiếp tục là tích Q3 này. Đó, pha này cũng là một cái pha cảm giác là rất kỳ nha anh em nhé. Bởi vì rớt pha này anh ta không vội lao vào. Pha này rất có cả tốc biến và đoạt mệnh. Và nếu như bình thường thì nhìn thấy Senna không có Tamken không có nuốt, Senna đi một mình không có tốc biến này thì rất có thể băng vào và gây áp lực vào line luôn. Nhưng mà bởi vì T1 đang đánh nhau ở khu vực đứng giữa và rớt rất bình tĩnh trong pha này nhé. Dùng tử kiếm vào rồng, dùng Q vào rồng, tích cái Q3 gây áp lực vào Weiwei là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là đợi đồng đội tới. Một tình huống tham minh mà rớt đợi đồng đội tới kịp trong pha này. Và anh ta đợi cho Weiwei mất cái Q, một tình huống Q trừng phạt vào rồng để giữ con rồng nguyên tố. Vì nếu có rồng thì T1 sẽ là ngưỡng rồng 3. Mặc dù đây là linh hồn rồng gió nhưng nó vẫn tăng thêm cho T1 một chút về ngưỡng sức mạnh. Weiwei mất cái Q, mất cái sóng cổ học của Maokai. Và rất có Q3 đoạt mệnh. Và xem tình huống này rất xử lý. Xuất hồn Q3 3 người. Đoạt mệnh 2 người kéo về. Đồng đội vừa tới kịp lúc luôn. Lụm nhẹ thôi. Đánh hơn người và T1 chắc chắn là người có được lợi thế ở trong cái tình huống giao tranh này rồi. Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel Hoàng Sama. Ngày hôm trước thì mình có đăng tải một cái clip về lốc cam của Zeus khi mà đối đầu với lại từ sai với kèo Gwen và Aatrox và nhận được những cái phản hồi rất là tích cực. Và các bạn có bảo mình rằng là hãy làm thêm những cái game khác của Zeus tại trận chung kết đi. Thì ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với kèo Yone và Aatrox của Zeus và từ sai nha. Và để xem là với cái giai đoạn đi đường thì Zeus xử lý ra sao với kèo này. Và lý do tại sao mà anh ta vẫn gáp từ sai rất là nhiều ở giai đoạn sau, mặc dù là anh ta bị ganh rất là nhiều ở trong cái giai đoạn landing nha. Ván này rớt chết đến hai mạng ở landing ấy. Rồi cấp 1 thì kèo này Yone sẽ là con đẩy nhanh hơn so với lại con Aatrox nha. Và cái trick ở cái kèo đấu giữa Yone và Aatrox của thời xa thì một lát nữa thì mình sẽ nói với các bạn một cách rõ ràng hơn với cái cách xử lý đi đường đến từ rớt nha. Lên hai trước này. Đẩy nhanh bởi vì là Honor ăn ba bãi cánh trên và có ý định xâm lăng vào rừng của Maokai trong tay của Weiwei. Và đây là lý do tại sao mà rớt chủ động đẩy Wei sớm đến như vậy, bởi vì thứ nhất là anh ta có rừng ở cạnh và thứ hai là anh ta muốn giúp cho Honor có được ưu thế ở kèo rừng trước Weiwei. Đó. Đẩy nhanh lấy 3 sau đó vào rừng Cam và Weiwei. Đánh thẳng vào rừng luôn đến từ bên phía của T1 bởi vì họ hiểu được rằng con Maokai early game rất là yếu và nếu như có sự can thiệp của Zeus thì Weiwei sẽ mất bãi rừng, một bãi sói được cướp đến từ vị trí Honor, thậm chí là gây sức ép mất tốc biến của CL hùa đứng giữa luôn. Quay trở lại thì không mất bất cứ một CS nào cả và tiếp tục là đẩy đường thôi. Chứ mà cái tốc độ đẩy đến từ một con Yone ở League game nó nhanh hơn rất là nhiều, bởi vì cái Q của Yone nó hồi chiêu nhanh hơn so với lại cái quỷ kiếm Nakin của Aatrox. Và đó là lý do tại sao mà rớt luôn có được ưu thế ở mặt thế lính so với lại thờ sai. Kèo này thì với xuất hồn với chảm hồn á, thì cái khả năng trao đổi chiêu thức đến từ Yone của rớt so với lại Aatrox của thờ sai rõ ràng là nhỉnh hơn rất là nhiều nha anh em thấy không. Giai đoạn đi đường nhẹ nhàng đã là 10 lính rồi, hơn 10 lính rồi. Nếu mà làm tốt Wave này thì The Sai có thể giãn cách cái khoảng cách nó chỉ là tầm 10 con thôi. Nhưng mà 5 phút bạn đi đường thua đối phương 10 lính thì vẫn là một cái chênh lệch rất là lớn ở kèo đấu này mà rất tạo ra so với The Sai nhé. Cách đi đường của rất rất là triệt để, đẩy Wave sát trụ sau đó vào rừng giúp rừng sau quay trở lại tiếp tục là đẩy Wave nữa. Cái áp lực rất là lớn nhá. Đây 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 là cách rốt chơi hit với lại The Sai. Nó sẽ là xuất hồn sau đó là xuất hồn để né Q1, để né cái Q1 gì á, sau đó là giật về để né cái Q2 gì với nhập hồn. Trong khoảng thời gian xuất nhập hồn đấy thì Zeus sẽ tặng The Sai thêm một cú Q hoặc là một cú đánh tay nào đó. Thì trong những cái pha như vậy Zeus chắc chắn là người có được lợi thế. Rồi tình huống bách về. À mình muốn nói một chút về cái tham minh bách về đến từ vị trí của Zeus nha. Cái tham minh này là cái tham minh mà anh ta đủ 1000 mốt. Tức là cái lần về đầu tiên của một con Yone thì tối ưu nhất sẽ là phải mua được đôi giày cuồng nộ. Chắc chắn lần về đầu tiên các bạn theo dõi các quan tram đánh Yone á thì cái lần về đầu tiên họ sẽ cố gắng làm mọi cách để có 1100 để bách về mua cái giày 2, mua cái đôi giày cuồng nộ. Thì với đôi giày cuồng nộ thì con Yone cái áp lực đi đường với kèo này, bản thân con tướng Yone đã tốt hơn con Aatrox ở League game rồi, nay còn có thêm giày cuồng nộ nữa thì chắc chắn là ưu thế về ít nhất là mặt đẩy đường sẽ thuộc về Zeus ở kèo Yone và Aatrox này. Một cái thảm minh bách về và rớt cái lấy thêm một chút máu ở The Sai, sau đó là anh ta dùng tê lê ngược trở lại và có được cho mình đôi giày cuồng nộ. Tiếp tục là áp lực tử kiếm chảm hồn liên tục để tăng tốc độ đẩy đường. Và việc cấu máu ngược trở lại đến từ con Aatrox của The Sai là rất khó khăn nhỉ. Áp lực Q3 này, lúc nào cũng là trong Q3 để lấy cái Q3 và sau đó là
cố máu ngược lại thật sai. Đây anh em có thể thấy được cái khả năng chase hit đến từ vị trí của Zerg với kèo này. Tham minh cái Q1 của The Sai. Đây, đối phương đập cái Q1 vào thì mình xuất hồn, sau đó mình tặng đối phương một Q. Mình né được cái Q1, Q sau đó đắp, sau đó giật về để né cái Q2. Em thấy cái khả năng chase hit của Zerg không? Cái kèo này, cái trick chase hit nó sẽ là như thế này anh em nhé. Zerg làm cái việc sử dụng cái animation hơi chậm của con Aatrox khi mà bổ cái Q1 xuống và triệt để nó một cách rất là tốt nhá. Không chỉ là cái kèo này đâu anh em ạ. Không chỉ là cái kèo Yone và Aatrox, ngày hôm nọ mình cũng đã nói qua về cái cách chase hit của Zerg với cái kèo Gwen và Aatrox. Thì cái nó cũng tương tự như vậy, tức là khi mà The Sai bổ cái Q1, một là Zerg sẽ dùng EQ của Gwen để lao lên chase hit, tránh cái Q1 rìa. Hoặc là Zerg sẽ bật cái W để tránh cái sát thương của Q1, sau đó là anh ta lao lên cắt. Thì anh ta luôn lãi với cái khả năng trao đổi chiêu thức với The Sai. Thì ở cái kèo đấu này cũng tương tự là như vậy, tức là khi The Sai bổ Q1 là Zerg sẽ sử dụng xuất hồn để né cái Q1 rìa, sau đó anh ta tặng đối phương lại một cái Q up, ít nhất là như vậy, và giật hồn ngược về với nhập hồn thì vẫn gây thêm một chút sát thương nữa và vừa né được Q2 của đối phương. Thì nó cứ từ tốn như vậy thì Zerg luôn là người lãi trong những cái pha trao đổi chiêu nha. Đây là áp lực Yone đường trên của Zerg. Và đánh cái kèo này thì The Sai bắt buộc phải kêu dừng lên thôi. Không kêu dừng lên thì anh ta cứ sẽ mãi thua thiệt so với lại Zerg. Thứ nhất là ở khả năng trao đổi chiêu. Onin cũng đánh không lại. Con Yone nó cấu rất là khó chịu anh em ạ. 12 lính rồi anh em. Một pha reset wave đến từ Zerg và cách biệt đến từ người chơi, hai người chơi đường trên đang là 12 điểm số lính nha anh em nhé. Anh em nhớ cái những cái mốc nha. 7 phút, 6 phút 32 giây thì Zerg hơn The Sai 12 lính. Một lát nữa thôi chúng ta sẽ nhìn về khoảng cách lính mà Zerg tạo ra với The Sai ở bản đấu này. Mặc dù là anh ta bị gank 2 lần nhé. Những cái trick landing và những cái tình huống trao đổi chiêu với cái áp lực đi đường của con Yone trong tay của Zerg là rất lớn nha. Và đây cũng là một trick. Tiếp tục là tận dụng cái Q1, cái animation chậm của con Aatrox với cái bổ Q1 xuống. Rất bung luôn rồi. Nhưng pha này là may mắn cho The Sai là anh ta tỉnh nhá. Tức là thường thì con Aatrox cái Q1 đầu tiên mà trên cái đường mà giơ tay lên á là bạn sẽ không thể dùng được kỹ năng đâu. À, bạn có thể kết hợp với E chẳng hạn để bạn tăng cái cự ly kiểu như vậy. Nhưng mà nhìn chung là với một cái việc mà rớt anh ta tận dụng cái trick này, nó khiến giai đoạn đi đường của The Sai rất là bị áp lực. Tức là The Sai lúc nào cũng bổ Q xuống là anh ta sẽ phải để ý xem là rớt tung chiêu như thế nào. Rớt dùng đoạt mệnh ở trong pha này để tiếp tục có được một cái áp lực đi đường với The Sai. Và may mắn là pha này là The Sai kịp tỉnh nhá. Tức là anh ta tỉnh táo để anh ta lướt cái E để tránh khỏi cái chiêu cuối của Yone ạ. Tận dụng cái trick chase hit của kèo Yone và Aatrox này một cách rất tốt đến từ Zerg. Đối phương vừa đập Q1 xuống là mình dùng xuất nhập hồn, mình dùng đoạt mệnh để mình gây sức ép và trao đổi chiêu ngược trở lại. Rất áp lực nha. Và dù như đã nói thì kèo này The Sai đánh không tới nỗi tệ. Tức là máu của The Sai luôn giữ ở một cái mức khó để rớt Onin. Và The Sai cũng chịu nín nhịn rớt đẩy đường vào, sau đó anh ta farm dưới chân trụ. Ít nhất là không ít thì nhiều thì The Sai anh ta cũng sẽ phải mất lính thôi. Đó anh em thấy không, cái wave vừa rồi là mất 2 con rồi đấy. Tiếp tục là xuất nhập hồn này. Áp lực Q3. Đó, nó cứ diễn biến như thế này thôi. Nó cứ tà như thế này thôi. Rớt luôn dẫn trước The Sai về chỉ số lính bởi vì anh ta đẩy với sát trụ. Và cái áp lực đi đường, cái áp lực này nó khiến cho Wei không lên không được. Tức là không lên nó cứ sẽ như thế này thôi anh em ạ. Phải mau cai lên, tốc biến, trói vào, chặn đường về của đặt mệnh. Rớt Q3 2 người nhưng mà pha này thì khó quá. Rớt pha này anh ta hiểu được rằng là kể cả có tốc biến thì nó cũng sẽ là cú tốc biến lao theo đến từ The Sai thôi. Bởi vì đang ở cái dạng chiến binh tận thế thì The Sai có khả năng kết liễu rớt. Và nếu như rớt mất tốc biến thì anh ta có thể chết một cái tình huống sau. Và cái áp lực mà anh ta tạo ra với kèo Yone và Aatrox này nó sẽ biến mất. Cho nên là rớt không dùng tốc biến làm gì cả, giữ lại tốc biến thôi. Và cái việc giữ spell của Zerg và giữ cái những cái phép bổ trợ quan trọng của Zerg nó rất là cần thiết ở trong những cái pha giao tranh ở giai đoạn sau nha. Lát nữa mình sẽ nói về một cái vấn đề là Zerg anh ta giữ spell và anh ta giữ chiêu tốt đến như nào để có thể chờ đợi những cái thời điểm thích hợp để bung spell ra. Pha này giúp cho The Sai gỡ được một chút
Nhưng mà cái áp lực thì nó vẫn thế anh em. Cái áp lực ở cái kèo này nó không thay đổi. Tức là con Aatrox này nó vẫn rất khó để có thể chase hit lại. Thứ nhất là rất đánh tốt, tận dụng tốt những cái trick chase hit với lại Aatrox với trên tường Yone. Và cái thứ hai là T1 họ cũng đẩy tốt ở bot. Và cái áp lực bot của T1 nó khiến cho Weiwei không thể lên liên tục được. Kèo này bắt buộc Weiwei phải lên, nhưng mà anh ta sẽ không thể bỏ bot được. Đó, tiếp tục là áp lực thôi. Rồi sao vẫn thua lính nhỉ? Hơn khoảng hơn chục con đến từ rớt. Đó, chase hit vẫn lãi. Đẩy Weiwei sát trụ. Rồi sao rất khó để có thể all in lại. Tiếp tục từ kiếm vào lính, tích Q3 đẩy đường đối phương. Q thì mình W dùng trảm hồn để tạo giáp ảo tránh mất máu nhiều, hoặc là dùng xuất hồn để outplay. Một cách chơi Yone rất là khó chịu, và tận dụng khoảng trống vào rừng tăng thêm thu nhập vào người đá. Đây cũng là lý do tại sao mà rớt cứ liên tục dẫn trước rồi sai số lính thôi. Không thấy Maokai đâu thì farm ở một cái cự ly rất là an toàn. Đấy anh em nhìn không, 6 phút rớt hơn The Shine. Lúc nãy chúng ta nhìn với nhau là 6 phút rớt hơn The Shine 10 lính, hơn 10 lính, 12 lính. Bây giờ nó là 24 chỉ số lính anh em, tức là gấp đôi rồi. Gấp đôi rồi. 6 phút hơn 12 và 12 phút hơn 24. Tức là cái tình huống ganh của Maokai Weiwei nó chỉ giúp cho The Shine một chút về lợi tức. Chứ còn kèo này thì vẫn vậy. Rồi bổ 3 Q vào. Ván này thì rớt vào Honor tận dụng tình huống chưa hồi lại tốc biến của Weiwei để all in vào con Maokai này, mà hơi đáng tiếc là thiếu đam. Ván này thì Honor đã dùng 6 gươm để áp sát trước đó rồi, và cái lượng đam của Yone và Lee Sin tình huống này là không đủ. Độ long cước đến từ Honor nhưng không có 6 gươm. Ván này mà nếu có 6 gươm thì chắc chắn là đủ đam rồi. Khó chịu nha. Tức là con Maokai là một cái con mà bạn cũng có thể tránh được con Yone này rất là nhiều với cái áp lực xuất nhập hồn hay là những cái cú Q3 áp sát á. Anh em thấy tình huống này là tình huống mà rớt bị đẩy ra một cái cự ly rất là nhạy cảm, và cái hắc ám soi dọi nó giúp cho bộ đôi của Weibo Gaming lấy mạng của rớt á. Như đã nói thì rớt lại tiếp tục không mất tốc biến này. Rớt tiếp tục nằm xuống nhưng anh ta lại không mất tốc biến. Và đồng nghĩa khi mà anh ta không mất tốc biến ấy, thì cái kèo này cái áp lực đi đường của rớt nó vẫn còn. Chênh lệch là bao nhiêu đây? Chênh lệch vẫn là tầm hơn 20 lính đến từ vị trí của rớt so với lại The Shine, mặc dù là anh ta không 2 trên top nha. Đây là một kèo đấu mà rớt bị quan tâm tới 2 lần ở early game và anh ta nằm xuống 2 lần. Nhưng cái giai đoạn đi đường của rớt vẫn được coi là thành công, bởi vì anh ta vẫn dẫn trước lính so với The Shine. Không được cụ thể hóa bằng chỉ số lính, bởi vì The Shine kèo này chơi hit không lại. Pha này thì The Shine mất cái E của Aatrox và anh ta đi thôi, không còn chiêu cuối nữa. Keria và Honor lên. Rồi, một tình huống lên này là giải quyết tất cả những cái tình huống lên trước đó của Weiwei. Cái kèo này chỉ cần ganh cho rớt một lần thôi, kể cả rớt khó không có mạng cái chăng nữa thì chỉ cần giết được The Shine thôi là cái kèo này thọt lại càng thọt, dành cho top lane của Weibo Gaming. Áp lực đường cánh là có với con Yone cấp 11 này. Một cái nhịp back về 12 phút thì rớt hơn 24 lính rồi nha. Lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục đếm lính. Đến phút thứ 15, 16 thì chỉ số lính với hai người chơi này nó vẫn đang ở một cái khoảng tầm đâu đó 31 chỉ số lính. Thì nó vẫn có những cái sự tăng tiến về mặt giãn cách chỉ số quái vật nha, giữa rớt và The Shine. Rồi, T1 swap land. Và bởi vì pha này thì rất hỗ tê lê nên anh ta chủ động đẩy với Wave sát trụ. The Shine phải hứng cái Wave mà rớt đẩy vào, nếu như không thì anh ta tiếp tục sẽ bị thọt. Nên pha này rớt là người di chuyển chủ động hơn, rớt là người di chuyển chủ động hơn ra sứ giả để giúp cho T1 có cái áp lực về người ở trong cái tình huống này. Weibo không đánh được, Weibo phải đợi The Shine tới. Và khi mà họ đợi The Shine tới thì sứ giả đã có cho T1 rồi. Pha di chuyển tham binh hay là macro toàn tập thể của T1 vẫn rất là tốt. Rồi, lấy cái tốc biến của Lai với tình huống Q3 đoạt mệnh. Tức là mặc dù bị cam 2 lần nhưng rớt vẫn thắng đường. Anh ta vẫn hơn chỉ số lính so với The Shine. Và anh ta có áp lực ở đường cánh. Anh ta di chuyển trước The Shine, đẩy đường nhanh hơn, di chuyển trước The Shine và giúp cho đồng đội của nhà sứ giả. T1 có được con sứ giả 2.
Và người đứng đẩy đứng cánh của T1 thì được nhường rất là nhiều tài nguyên ở trong cái khoảng thời gian từ phút 15 đổ đi. Thì tức là rớt, nếu mà anh ta đẩy bot thì anh ta sẽ được ăn toàn bộ cánh rừng dưới luôn. Có thể anh ta ăn thêm sói, anh ta ăn thêm cóc và anh ta ăn thêm, thậm chí là anh ta ăn thêm bùa xanh chả vấn đề gì luôn á, ăn bùa xanh, ăn cua luôn á. Đấy là chưa kể là nếu mà lấy được cái trụ bột ở đường dưới thì Zeus có thể đẩy cao lên và anh ta vào người đá để anh ta cướp á. Pha này là pha mà thực ra là Kyria, cái lần trước mình có đặt mình có làm cái bài phân tích. Tức là tình huống này Kyria ý định ban đầu chỉ là bắt tay, sau đó là cùng với Faker lấy mạng của Weiwei thôi, bởi vì con Maokai này họ tận dụng cái việc mà Maokai không có tốc biến trong pha này. Bởi vì Kyria bắt tay hụt đấy cho nên anh ta phải drop flat đấy. Pha này cảm giác là T1 họ bị dướn. Họ bị dướn và mất thêm một cái định mệnh vẫy gọi để cứu Kyria nữa. Tức là pha này là tài nguyên T1 họ bỏ ra để lấy cái chiêu cuối của Maokai là khá nhiều nha. Còn đây là gọi là định nghĩa vòng sau đấy, bọc hậu đấy từ một con Yone của Zeus. Luôn có áp lực ở một đường bên hông nha. Lúc nào cũng sẽ có một cái áp lực đến từ một con Yone ở bên hông tới từ Zeus. Anh em có thể thấy là Zeus quy vào rồng. Quy vào rồng để làm gì? Có cái tử kiếm thức thứ 3 để gây áp lực. Rồi, đối phương mất tầm nhìn thì làm gì? Chạy xuống bot, tiếp tục là tích quy 3 gây áp lực ngược lại. Quay lính đẩy lưng chừng và Zeus có thời gian để di chuyển vào, tiếp tục là tích quy 3 này. Đó, pha này cũng là một cái pha cảm giác là rất kỳ nha anh em nhé. Bởi vì Zeus pha này anh ta không vội lao vào. Pha này Zeus có cả tốc biến và đoạt mệnh. Và nếu như bình thường thì nhìn thấy Senna không có Tamken không có nuốt, Senna đi một mình không tốc biến này thì Zeus có thể băng vào và gây áp lực vào line luôn. Nhưng mà bởi vì T1 đang đánh nhau ở khu vực đứng giữa và Zeus rất bình tĩnh trong pha này nhé. Dùng tử kiếm vào rồng, dùng quy vào rồng, tích cái quy 3 gây áp lực vào Weiwei là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là đợi đồng đội tới. Một tình huống tham minh mà Zeus đợi đồng đội tới kịp trong pha này. Và anh ta đợi cho Weiwei mất cái quy, một tình huống quy trừng phạt vào rồng để giữ con rồng nguyên tố. Vì nếu có rồng thì T1 sẽ là ngưỡng rồng 3. Mặc dù đây là linh hồn rồng gió nhưng nó vẫn tăng thêm cho T1 một chút về ngưỡng sức mạnh. Weiwei mất cái quy, mất cái sóng cổ học của Maokai. Và rất có Q3 đặt mệnh. Và xem tình huống này rất xử lý. Xuất hồn Q3 3 người. Đoạt mệnh 2 người kéo về. Đồng đội vừa tới kịp lúc luôn. Lụm nhẹ thôi. Đánh hơn người và T1 chắc chắn là người có được lợi thế ở trong cái tình huống giao tranh này rồi. Họ vừa lấy đi được tốc biến của Xiaohu. Họ đẩy creep di chuyển ra hỗ trợ Xiaohu lùi về. Và họ lấy 5-3. Tình huống mà rất thực sự rất mẫu mực ở cái cách mà anh ta xử lý. Anh ta đợi đồng đội tới, anh ta giữ chiêu, anh ta giữ spell, anh ta giữ tốc biến, anh ta giữ chiêu cuối để gây áp lực. Dùng Q3 vào rồng chỉ là một cái mục đích gây áp lực thôi. Và sau đó là đợi đến cái thời điểm thích hợp thì mới bung chiêu ra để cùng với đồng đội có được cho mình 2-3 điểm hạ gục. Tiếp tục là áp lực đường cánh. Đến thời điểm hiện tại con Yone bắt đầu mạnh hơn rất là nhiều so với lại cả Xiaohu cũng như là The Shine rồi. Mặc dù pha này Xiaohu không nằm, nhưng con Yone bắt đầu vượt ngoài cái tầm kiểm soát của Weibo rồi. Họ không thể cử ai ra để có thể đối đầu với lại Zeus ở cái đường cánh được. Bởi vì The Shine cũng sẽ yếu hơn Zeus. Mà Xiaohu thì đáng đánh càng không lại. Vì Xiaohu chưa hồi lại tốc biến. Rất khó để một con dây khâu tốc biến đánh lại Yone. Và đây là cách mà Zeus anh ta xử lý khi mà anh ta có cái áp lực đường cánh. Pha này tele đến từ Zeus. Đơn giản là làm nốt phần việc còn lại thôi. Di chuyển vòng sau. Đẩy Xiaohu ra khỏi giao tranh. Tình huống gần như là solo kill luôn. Xiaohu bị solo kill bởi Zeus khi không có tốc biến nữa. Đó anh em thấy không? Đánh nhau trong cái tình huống mà giao tranh cùng đồng đội như này mà Xiaohu đánh còn không lại thì một bột làm sao đứng cánh anh ta lại được. Zeus đơn giản có một mạng. Và đến cái thời điểm hiện tại thì Weibo không thể ngăn cản được con Yone này rồi. Không thể nào Weibo có thể ngăn cản được con Yone này của Zeus. Cấp độ đã là 18 rồi. Sau bộ lợi Baron thì T1 có quá nhiều ưu thế với linh hồn rồng gió. Và nếu như mà linh hồn rồng gió vào tay một cái đội nào đó tôi không biết, mà nếu như vào tay của T1 thì cái khả năng macro của T1, khả năng di chuyển đội hình của T1 nó vốn đã rất là mạnh rồi, nay nó càng mạnh hơn. Và đây là pha mà rớt tele ra khu vực đường giữa khi mà anh ta hoàn thành nó trong vị thứ 4. Ban đầu thì tôi dự đoán nó sẽ là một cái giáp thiên thần, nhưng không, rớt quất huyết kiếm. Huyết kiếm
búa tiến công, nó khiến cho rớt rất là trâu. Và cái khả năng hồi phục của rớt khi mà anh ta ở một mình ấy, nó cực kỳ là kinh dị luôn. Như nói 4 đồ ở thời điểm phút 29-30 thì không ai đánh lại cả. Siêu 3 món, rồi sai thì 2 món rưỡi, đánh không bao giờ lại. Áp lực hai đường đẩy vào, không có tầm nhìn đến từ Weibo, họ không thể nào giải quyết được một bài toán đẩy lẻ mà rớt tạo ra. Đánh hai nhịp thôi, pha này thì pha này rớt đánh rất là đơn giản, đánh hai nhịp thôi. Một nhịp một là lấy cái strike của The Shy, và nhịp hai là hạ gục con Aatrox này. Đấy, tiếp tục là đối phương Q1 vào lính thì bạn Q3 qua tường đoạt mệnh, kéo đoạt mệnh vào phát chảm hồn đánh tay chết luôn. The Shy nằm lại thì quá khó để Weibo có khả năng phòng ngự, rớt là càn quét tất cả mọi thứ với cú double kill. Chung quy lại là gì? Chung quy lại là cái khả năng đi đường, cái khả năng hiểu kèo đấu của Zeus nó giúp ích rất là nhiều cho T1. Nó không chỉ là giúp ích cho bản thân Zeus với cái kèo 1-1 với The Shy. Với cái kèo Aatrox và Yone thì Zeus xử lý rất là tốt rồi. Giai đoạn đi đường anh ta hoàn toàn outlanding so với lại The Shy. Cái thứ hai là T1 họ cũng rất là biết cách để tạo ra áp lực ở đường dưới để khiến cho Weiwei không thể lên bot, lên top liên tục để cứu The Shy được. Anh ta chỉ có thể lên 2 lần thôi, và mặc dù lên 2 lần có 2 lần nằm xuống của Zeus, nhưng nó cũng không thể cứu vãn được cái kèo đấu Yone và Aatrox của Zeus và The Shy. Zeus vẫn luôn hơn chỉ số lính so với lại top lane của Weibo Gaming, và cuối game thì Zeus vẫn out hơn 100 CS, vẫn flame Horizon vị trí của The Shy bình thường. Nhờ cái việc mà T1 nhường tài nguyên, nhờ cái việc mà The Shy Zeus làm rất là tốt ở trong cái khoản mà anh ta đẩy lẻ. Anh ta có tài nguyên ở đường cánh với bãi cóc, bãi sói, bùa xanh rồi thì cua dưới và cả người đá của đối phương nữa. Thì giãn cách nó càng ngày càng lớn thôi, khiến cho bên phía Weibo, The Shy nói riêng và Weibo Gaming không thể cản được con Yone này. Thực sự là như vậy. Ván thắng mở màn đến từ bên phía của T1 để họ bắt đầu với cái chuỗi hủy diệt Weibo Gaming. Ok, và đó cũng là những thứ mà Zeus làm được cũng như là T1 làm được với kèo đấu Yone và Aatrox ở khu vực đường trên, diễn ra ở ván đấu đầu tiên trong trận chung kết của Chung kết Thế giới 2023. Nhìn chung thì đây là một chiến thắng mà hoàn toàn áp đảo dành cho cá nhân của Zeus với kèo đấu ở khu vực đường trên với The Shy, và cả tập thể của T1 với các thành viên bên phía Weibo Gaming nữa, một chiếc vô địch rất là xứng đáng. Rất là cảm ơn anh em đã theo dõi cái phần phân tích lốc cam của Zeus ở trong kèo đấu Yone và Aatrox. Mình sẽ cố gắng làm nốt cái clip còn lại với Aatrox của Zeus với kèo đấu cùng Kennen trong tay của The Shy ở trong cái clip tiếp theo nha. Rất là mong anh em ủng hộ. Còn bây giờ thì bye bye.